lộn nha. Hello Để everyone, hello teacher, my name Hải Nam, going to talk about the vertigo. And the first, what's the vertigo? Vertigo is a symptom where a person feel as if they are the object around them are moving when they are not. Often it feels like spinning or swaying movement. This may be associated with nausea, vomiting, sweating, or difficult walking. This is typical worse when the heat move. Vertigo is the most common type of zenith. Đầu tiên, chóng mặt kiểu xoay tròn đó là một cái triệu chứng của một bệnh nhân mà họ cảm thấy là bản thân hoặc vật thể xung quanh họ đang di chuyển, mặc dù cả hai đều đứng im. Thường thì nó như nó cảm giác như là xoay tròn hoặc là lắc lư, là spinning swing. Thì chóng mặt này có thể liên quan với buồn nôn, nôn ói, đổ mồ hôi hay là đi lại khó khăn. Nó thường tệ hơn khi đầu di chuyển. Chóng mặt kiểu xoay tròn là kiểu chóng mặt thường gặp nhất trong các kiểu chóng mặt. Second, nói về cái sinh lý bệnh của vertigo. Vertigo is caused by a mismatch between the sensory inputs that are responsible for maintaining your posture, and these inputs are recent from my proprioception from John and a signal from vestibular system. The vestibular system is the most important sensory system to understand when we are learning about vertigo. Chóng mặt kiểu xoay tròn được gây ra bởi sự mất cân bằng giữa các bộ phận nhận cảm mà nó chịu trách nhiệm cho sự duy trì tư thế. Các bộ phận nhận cảm đó bao gồm tầm nhìn tính từ mắt, nhận cảm tư thế và khớp từ khớp và tín hiệu từ hệ thống tiền đình. Hệ thống tiền đình là một hệ thống cảm giác quan trọng nhất trong cơ chế của chóng mặt kiểu xoay tròn. Vertigo can be caused by either a peripheral problem, usually affecting the vestibular system, or by central problem, usually affecting the brain stem or the cerebellum. Chóng mặt kiểu xoay tròn có thể được gây ra bởi một vấn đề của ngoại biên, thường là ảnh hưởng đến hệ thống tiền đình, hay bởi một vấn đề của trung ương, thường ảnh hưởng đến thân não hay là tiểu não. Còn giải phẫu sinh lý thì mình không có nhắc lại ở đây. The first, I will talk about the vestibular problem. And there are a number of vestibular causes of vertigo, and the three most common causes to be familiar with are benign paroxysmal positional vertigo, or PPBV, meaning disease, and vestibular neuronitis. Đầu tiên là vấn đề của tiền đình. Có rất nhiều nguyên nhân của tiền đình gây ra chóng mặt kiểu xoay tròn, nhưng ba nguyên nhân phổ biến nhất là chóng mặt tư thế kịch phát lành tính, bệnh meni và viêm dây thần kinh tiền đình. PPBV is caused by a crystal of calcium carbonate, which are color of those of autoconia that become displayed into the semicircular canal. They may be displayed by a viral infection, head trauma, against or idiopathic, and therefore disrupt the function of the system. Thì cái chóng mặt kịch phát lành tính đó, thì được gây ra bởi các tinh thể của canxi carbonate được gọi là sỏi tai. Thì chúng được di chuyển vào các ống bắn khuyên. Chúng có thể được di chuyển nhờ sự nhiễm virus, chấn thương đầu, sự lão hóa hay là một cái nguyên nhân vô căn nào đó, do đó nó phá vỡ chức năng của hệ thống. The symptoms are usually positional because
woman, it requires to confuel the system. And when the patient becomes completely still there, no disruption, that's movement fluid. So they are symptom free. Therefore, the effect of blood sugar are cured by movement, and they can last around a minute before the system set to open. Symptoms occur over several weeks and then resolve fast. They can recover week on a month later. A special test called Hornspyman error can be used to diagnose BBBV. Thì triệu chứng thường liên quan đến vị trí vì chuyển động là cần thiết để gây ra sự nhầm lẫn của hệ thống này. Khi mà bệnh nhân ở yên một chỗ không có sự sơ dịch của chất lỏng trong ống bán khuyên thì họ không có triệu chứng. Do đó, sự xuất hiện của chóng mặt được kích hoạt do chuyển động và chúng có thể kéo dài một phút. Trước khi các triệu chứng ổn định thì chúng thường xuất hiện sau vài tuần và sau đó sẽ hết, nhưng có thể tái phát sau vài tuần hoặc vài tháng sau đó. Một cái test đặc biệt được gọi là Hornspyman test. Thì cái test này là khi bệnh nhân xoay đầu về phía ta của bệnh thì sau khoảng 10 giây bệnh nhân có triệu chứng chóng mặt và rung nhịp nhãn cầu. The next year Meniere's disease. It is thought to be caused by an excessive product on interim. In this semicircular canal causing a higher pressure than normal which disrupts the sensory signal. It is called a set of hearing loss, tinnitus of vertigo, and a sensation of fullness in the ear. This attack typically lasts several hours before they settle down and is often occur in a whistle as a dog, and it is not associated with a movement, so this term are not is not positional. Thì cái bệnh Meniere thì được gây ra do sự tích tụ quá mức của cái nội dịch trong ống bán khuyên, nên cái áp lực trong ống có thể cao hơn bình thường, làm gián đoạn cái tín hiệu cảm giác, thì nó gây ra sự mất thính lực, ù tai, chóng mặt kiểu xoay tròn hay là cảm giác đầy trong tai. Nó thường kéo dài vài giờ trước khi ổn định, thường xảy ra ở tuổi trung niên và không liên quan đến chuyển động. Triệu chứng này là không thuộc tư thế. Patient will have spontaneous nystagmus during the attack when I flick backward and forward. Over time, the patient hearing will radially deteriorate between the attack. Thì khám lâm sàng thì có rung giật nhãn cầu ngang và xoay. Tiếp theo là về acute vestibular neuronitis. Acute vestibular neuronitis quickly describes inflammation of the viral infection. Describe infection of the vestibular nerves, and this is usually transmitted to a viral infection. However, this can occur without any other symptom of the viral infection. The disruption to the function of this vestibular nerves leads to a mismatch in a signal to the brain causing vertigo. Usually, the history are an acute onset vertigo, and that's last for several weeks before radio resolving. Thì viêm thần kinh tiền đình được mô tả là sự viêm của dây thần kinh thượng đình và viêm mô và viêm cái mê đạo. Nó thường thể xảy ra do nhiễm siêu vi. Tuy nhiên nó thể xảy ra mà không có bất kỳ một cái triệu chứng khác của nhiễm siêu vi. Sự gián đoạn chức năng của dây thần kinh này dẫn đến sự bất đồng tín hiệu đến não, gây ra cái chóng mặt kiểu xoay tròn. Thường trước đó là sự khởi phát của chóng mặt cấp tính kéo dài trong vài tuần trước khi nó được giải quyết. Thì một số cái nguyên nhân khác của ngoại biên gây chóng mặt kiểu xoay tròn như là chấn thương trauma to
vestibular nerve thì chấn thương thần kinh tiền đình. Vestibular nerve tumor thì nó là một cái u của dây thần kinh tiền đình hay là dây ốc tai. Osteosclerosis là bị xơ cứng tai. Một số nguyên nhân khác như herpes zoster hay là Postsecco syndrome. Về phần nguyên nhân trung ương của Mexico thì có sự trình bày như sau là the most central cross are the posterior circulation infraction which is basically a shock in the brain stem and cerebellum tumor multisclerosis and vestibular migraine. The on of the central cross of vestibular will cross a sustained non-positional vestibular because they are not caused by a disruption to the movement of fluid within the semicircular canal. They are caused the disruption to the interpretation of signal within the central nervous system itself. Thì nhồi máu tuần hoàn sao thì về cơ bản là một là cái đột quỵ thân não và tiểu não thì gây ra hội chứng, gây ra cái triệu chứng là chứng mặt kiểu xe tròn, u hay là đa xơ cứng và migraine tiền đình. Thì tất cả nguyên nhân trung ương gây chứng mặt là duy trì không liên quan đến tư thế vì nó không được gây ra với sự gián đoạn của sự di chuyển của dịch trong ống bán khuyên. Thì chống mặt thì chúng được gây ra cho sự gián đoạn phần phân tích của tín hiệu trong hệ thống của thần kinh trung ương. With posterior circulation infraction, the patient will have a sudden onset vertigo that may be associated with other symptoms such as ataxia, dyspnea, and double vision or double vision, or the cranial nerve defect or limb weakness. Thì với nhồi máu tuần hoàn sau thì bệnh nhân sẽ khởi phát chóng mặt kiểu xoay tròn một cách đột ngột. Nó có thể liên quan với các triệu chứng khác như là thất điều, song thị hay là nhìn đôi, rối loạn thần kinh sọ và yếu chân tay. Thì một nguyên nhân khác đó là u tumor in the cerebellum of all the brainstem will have radial onset with the associated system of cerebellar or brainstem dysfunction. Thì u ở tiểu não hay là thân não thì sẽ khởi phát từ từ với các triệu chứng đi kèm với sự mất chức năng tiểu não hay là thân não. Tiếp theo là trình bày về cái multiple sclerosis, nghĩa là đa xơ cứng và hay là còn gọi là xơ cứng rải rác. Multiple sclerosis may cross relapsing and remitting symptoms with other features of multiple sclerosis such as như là optic nervosis, transverse myelitis. Thì bệnh xơ cứng rải rác có thể gây ra tái phát và thuyên giảm với các triệu chứng đặc trưng của xơ cứng rải rác như là viêm thần kinh thị hay là viêm tủy cắt ngang. Thì phần cuối cùng của sen của nguyên nhân trung ương thì có vestibular migraine. Thì vestibular migraine will have symptoms that last minute to hour after associated with visceral area and headache. Thì migraine tiền đình gây ra triệu chứng từ vài phút cho đến vài giờ, thường liên quan đến các triệu chứng của tiền triệu ánh sáng hay là đau đầu hay là ánh sáng dự báo gì đó. Nhưng mà hầu như hôm qua anh Tiến An nói trên group Zalo. Thì đây là cái bản tóm tắt lại các nguyên nhân của ngoại biên và trung ương của chống mặt kiểu xoay tròn. Phần này mình nói rồi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Em xong rồi. Hello, okay. Rồi, good.
cái chữ visual migraine đó, hôm qua hỏi lại thì chuyên gia có nói là đọc là tiền triệu ánh sáng hay là tiền triệu phải giác cũng được. Nói chung nó là mấy cái aura đó. Aura nếu mà chơi game nó gọi là nội tại đó. Nhưng mà trong y khoa nó gọi là mấy cái tiền triệu hay mấy cái triệu chứng báo trước đó, thì trong migraine nó có mờ mắt gọi là aura, có thị giác hay là dịch là aura cũng được, dịch là thoáng báo hay là dịch là tiền triệu cũng được. Ok, cũng một vỗ tay lắm đó. Mấy đứa vỗ tay đi ha. Thấy Hải trình tốt quá. Rồi, em hãy nhìn lên một vài điểm anh góp ý cho em. Đầu tiên là về mặt phát âm. Thì chữ pronunciation mọi người xem, nếu mình có sai thì mọi người sửa theo nha. Chữ nausea là nôn ói, thì anh em đọc giống nói gì quá. Nausea, đọc hết chuyên chữ cũng được. Rồi chữ spinning đọc, anh em đọc như spinning vậy. Spin á. Chữ cause là nguyên nhân á, đọc là cause, z chứ đừng có cost, em đọc giống như là chữ cost của giá tiền. Chữ match thì chữ cái đuôi là nhớ chờ, đi chợ á, match, mismatch, này có chỗ bất đối xứng á. Cái từ mismatch cũng hay á, nghĩa là nó bất xứng á. Mismatch của trong tim mạch là mismatch của tứ máu và thông khí. Hình ảnh thấy chữ mismatch của em nằm trong cái phân xà tiền đình mắt. Position, no, bồ gì nha Hải, bồ si đó, nó không như khi ta không hiểu bồ gì á. Mấy cái chữ không nhấn thì thường mình đọc gì, positional. Còn chữ signal đọc là signal nha, nhô trong Ronaldinho á, signal. Còn chữ stroke á, theo anh đọc chữ stroke o á thì nó người ta hiểu hơn, stroke nhớ khờ cuối đó nha. Thôi nghe mấy người nước ngoài đọc stroke. Ok thì ít thôi. Và một vài cái key nhắc lại. Bài của Hải thì cái key em đã trình bày khá là rõ rồi, mọi người không hiểu có thể hỏi, nhưng mà anh tóm là một vài điểm keyword ha, BPPV. Cái chữ mọi người nên nhớ là chữ BPPV có nghĩa là chóng mặt, kịch phát, lành tính, tư thế. Là chóng mặt do rối loạn cái này, cái vestibular ocular reflex đó, là phản xạ mắt tiền đình đó. Sợ cái chữ vestibular ocular reflex để hiểu thêm là gì ha. Đó là phản xạ mắt tiền đình. Nếu do vấn đề của tiền đình và mắt, tức là vấn đề ngoại biên đó, thì sẽ là chóng mặt ngoại biên. Mà chóng mặt ngoại biên chính là BPPV. Autocornea là gì em? Sỏi ốc tai hả? Sỏi tai phải không? Sỏi tai. Auto chắc là thuộc về tai đúng không? Cornea chữ này hay á. Sỏi tai là autocornea hay không phải là ear stone nha. Rồi mình có chữ decompile maneuver, này là thủ thuật decompile nè. Anh cho em cái từ nãy hay không có để lên slide hả? Có gì sợ cái thủ thuật này xem ha. Mấy cái maneuver là những cái thủ thuật. Ví dụ như Vansava maneuver, thủ thuật Vansava. Thì đa số những thủ thuật mà mình làm cho bệnh nhân để thăm khám á, hay là để điều trị á, người ta dùng chữ maneuver. Decompile là tên của cái tên riêng của nó nha. Nãy có một chữ á, nhưng có để hả? À, tại anh nghe hay quá anh để lại mấy từ khóa. Rồi chữ nictamus nha, nictamus, nhấn nhận hai. Nhấn thì không đọc ta mà đọc là tay, A-I-A-E, nictamus. Nictamus nghĩa là rung lực nhãn cầu. Viết như thế này. Cái này thì nó có ngang với dọc nữa. Thì mình lên YouTube mình search coi ngang là sao mà dọc là sao. Đã có một chữ là mê nhĩ nha. Chữ này anh đã dạy từ khoảng chừng mấy buổi trước á, lâu rồi. Thì nhắc lại có chữ labyrinth. Cochlear labyrinth là mê nhĩ. Rồi bài hôm trước có nói MS. MS là đa xơ cứng. Mandible cirrhosis ha. Đa xơ cứng hay xơ cứng rải rác gì đi. Một chữ đã học rồi nhắc lại. Cuối cùng là diplopia. Diplopia là một chữ cũng hay. Bởi vì nó có chữ D là hai. Opia. Mấy cái góc là OP, optic, up. Thì thường có vẻ nó liên quan tới thị giác, vision á. Diplopia là nhìn đôi hay là song thị. Thì những chữ này để anh đã tóm lại nó, mọi người có thể ghi nhận lại để sạch thêm, mình học từ khóa thôi. Và tóm lại cái bài này thì Hải đã trình bày khá đủ rồi, nhưng mà nếu được thì em chốt vấn đề lại. Em chốt vấn đề lại là một người bị chóng mặt tới với mình thì mình phải loại trừ là chóng mặt trung ương, tức là không có nhồi máu não, không có u tiểu não. Rồi loại trừ bằng cách là khám không có thất điều, không có rối tầm, không có bị những cái triệu chứng khác của vùng thân não. Thì còn lại thì những cái dấu hiệu khác, ví dụ như là chóng mặt xoay tròn,
chóng mặt có ù tai, chóng mặt ngoại biên nói chung á thì nó là chóng mặt lành tính, kịch phát lành tính do tư thế, do sỏi thôi. Mà nhớ câu quan trọng nhất á, là phải loại trừ được nguyên nhân trung ương, trong đó là có nhồi máu não và u của vùng hố sau. Ok, rồi. Tới ai? Tới nhóm nào? Mấy đứa kịp không? Tiếp nha. Bây giờ tới bạn... em. Ok, mời em share đi. Nói như Hải cũng được á. Nói tiếng Anh xong rồi dịch tiếng Việt cho mấy đứa hiểu. Tiếng Anh thì để anh nghe anh sửa cho phát âm cho. Rồi, bắt đầu. Em không biết share. Em vô chỗ trình bày ngay bây giờ á. Thôi để anh xem màn hình của anh. Ok quý. Để đợi tao chút nè. Tao lấy cái bài của mấy đứa về. Thôi để anh làm nhiệm vụ quen thuộc của anh là bấm slide cho mấy đứa. Giống như hồi ngày 40 năm. Bấm slide xong rồi. Nổi tiếng luôn. Ngân với Khang á, nghe theo kịp không mấy đứa? Mấy đứa chưa đi thần kinh nữa. Nghe mấy anh chị nói theo kịp không? Thằng Trung như cũng là ổn thành chứ, cũng y ba phải không? Rất tức mắt. Sao vậy? Thì dùng lap hay điện thoại? Dạ hơi. Thì anh hay chốt mấy cái câu cuối cùng rồi đó. Mấy đứa nhớ mấy câu quan trọng rồi. Thôi anh đang nghe tiếng karaoke rồi đó đi. Wow. Dạ nghe rồi anh. Tuyệt vời. Kể cho nó sinh động chút. Good. Ngon. Bây giờ ta sẽ share cái... Đâu biết rồi tự nhiên. Ê, anh đang xe với chế độ là bây giờ anh đang thấy màn hình nào? Em có đang thấy cái màn hình không? Em đang thấy cái màn hình anh Trình á. Cái này đầu tiên thấy cái bài của em rồi. Rồi em có thấy nó đang ở chế độ full screen không? Không em... đủ to chưa? Đủ to rồi anh. Ừ, nó là gần hết màn hình phải không? Dạ. Yeah. Đó này là view mode nè, anh là người có thể xem chat và chạy like được. Rồi bắt đầu đi. Thì anh là người tạo phòng. Yeah. Hello, I'm from Rough Street and today I'm talking about rhymery hatchet. Yes. Chị em qua like đi. The boss, I want you really know really about primary hatchet and secondary hatchet. Primary headache are not correlated with any other underlying medical condition or injury. Your worry is the headache itself, nothing else. Example of primary headache, migraine, loser headache, tension. It makes up around 90% of total headache cases. Primary headache are not life-threatening. About secondary headache, it is a sign of underlying medical condition or injury. Aside from the headache itself, the root cause had to be diagnosed. Possible causes of secondary headaches: tumor, trauma, stressor, messed up to the other 10% of total headache cases. In some cases, underlying condition of life-threatening. Thì đầu tiên thì mình sẽ phân biệt một tí về cái đau đầu nguyên phép và cái đau đầu thứ phép. Đau đầu, tóm lại thì cái đau đầu nguyên phép thì nó sẽ không có cái tổn thương thực thể nào ở bên dưới và nó là vô căn. Còn đối với cái đau đầu thứ phép thì sẽ có một cái tổn thương thực thể ở bên dưới. Nó có thể là mạch máu, nhu mô não hoặc là một cái tổn thương nào đó ở cận sọ. Và nó chỉ là một cái triệu chứng thôi, vì vậy mà mình phải có tìm một cái nguyên nhân nằm ở bên dưới. Thì một số ví dụ của đau đầu nguyên phát như là đau đầu migraine, đau đầu cụm, đau đầu căn cơ, thì đau đầu nguyên phát nó chiếm tới 90% trong tổng số các nguyên nhân gây đau đầu và nó ít ảnh hưởng đến đời sống của mình. Còn đối với đau đầu nguyên phát thì có thể gây ra do là u chảy máu hoặc là co giật, thì nó chiếm tỷ lệ ít hơn khoảng 10% trong cái loại đau đầu. Thì nhưng mà nó ảnh hưởng xấu đến cuộc sống.
này cho biết đi. With my recommendation, I will talk about the three types of primary headset. The first picture, you can see this is the mid-range headset. The second is the tension headset, and the end is the booster headset. Thì trong cái bài này thì em chỉ trình bày về ba cái loại đau đầu thôi. Đầu tiên, cái hình đầu tiên đó là đau đầu migraine. Cái thứ hai là đau đầu căng cơ và cái thứ ba là đau đầu cộng. Nếu mà theo cái mã của phân loại đau đầu quốc tế thì có cái một cái thứ tư đó là các loại đau đầu khác. Đó là đau đầu khi gắng sức, đau đầu khi đi ngủ và đau đầu nửa đầu liên tục. Nhưng mà bài này thì chỉ trình bày ba cái nè. Dạ, cho em like cái tiếp. About migraine, migraines have been regarded as a vascular disorder because of the rapid nature of the pain. Pacification, migraine without aura, or common migraine, migraine with aura, or lucid migraine, and complicated migraine. And you can divide four phases in migraine headaches. The first is problem, aura, migraine attack, and spectrum. Thì cái migraine nó được xem như là một cái rối loạn mạch máu mà gây ra bởi cơn đau đầu, cơn đau tự nhiên đột ngột tới. Thì cái phân loại thì có ba cái, phân loại thì nó cũng có nhiều cái nhưng mà dễ hiểu thì mình sẽ phân theo ba cái. Đó là migraine có aura, gọi là common migraine, migraine không có aura hay là lucid migraine, và migraine thể phức tạp. Migraine thì nếu mà chia theo lâm sàng thì nó sẽ có bốn phase. Đầu tiên đó chính là problem, tiếp theo là aura, migraine attack và cuối cùng là spectrum. Thì mỗi cái phase này nó sẽ có một những cái triệu chứng khác nhau. Ví dụ như là cái problem là trước cái giai đoạn đau đầu, cái giai đoạn problem thì bệnh nhân có thể có triệu chứng như là bệnh nhân kích thích hoặc là vui quá hoặc là buồn quá hoặc là chán ăn. Postrum, sau đó thì bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi vài ngày. Trong đây thì bốn phase này thì có thể là không nhất thiết là phải tồn tại bốn cái phase, mà có thể chỉ có vài cái, nhưng mà nhất thiết là phải có cơn migraine nào chắc. Thì mình thấy có cái thuật ngữ aura, thì aura nếu mà dịch theo đúng mật tiếng Việt của cái em tra từ điển thì nó là hiện tượng thoáng qua. Dịch tiền triệu cũng được nhưng mà sợ là dễ nhầm với cái problem. Nhưng mà thường thì người ta sẽ để luôn chữ aura cho mình dễ hiểu với lại không bị lầm luôn, không cần phải dịch ra tiếng Việt. Thì aura is a warning or a signal before a set of headset. A symptom of migraine aura are flashing of lights, jitter lights, difficulty focusing. Thì một số thì cái aura này được xem như một cái cảnh báo hoặc là cái dấu hiệu trước khi khởi phát cái cơn đau đầu. Một vài triệu chứng của aura như là điểm chói sáng, điểm chói sáng nhìn cái hình cuối, zigzag line là cái hình đầu tiên, và difficulty in focusing là khó tập trung. Thì cái aura này chỉ chiếm khoảng 10% ở một bệnh nhân thôi, nó cũng mình quay lại cái phân loại. Thì nếu mà bệnh nhân mà có cơn đau đầu mà có một số không cái lại đó luôn ạ. Nhà giải thích ba cái phân loại. Nếu mà bệnh nhân đau đầu migraine mà có cái triệu chứng của cái aura là ba cái triệu chứng vừa nói thì mình sẽ gọi là migraine có aura. Còn nếu không có triệu chứng này mình sẽ gọi là migraine with aura, migraine không có aura. Còn cái migraine mà phức tạp là khi mà migraine nó lại kết hợp với các triệu chứng như là bệnh nhân khó nói, tê hoặc là yếu tay chân, thì lúc này mình sẽ dễ nhầm với cái trường hợp là bệnh nhân bị tai biến mạch máu não. Vậy mình sẽ chụp phim thêm để xác định chẩn đoán. Với lại cái hiện tượng aura này, người ta giải thích theo một cái cơ chế, đó là cơ chế của thằng migraine. Thì có rất là nhiều cái cơ chế giải thích khác nhau về migraine, nhưng mà đơn giản nhất là đầu tiên cái yếu tố kích thích nó sẽ làm co cái mạch máu, làm cho cái lượng máu lên não nó bị ít đi và sẽ gây ra cái triệu chứng của aura. Thì sau đó thì nó sẽ gây giãn mạch, sau cái hiện tượng co mạch đó thì nó sẽ giãn mạch máu, vậy sẽ gây ra cơn đau đầu. Không thì mình cứ nhớ đơn giản là migraine là giãn mạch máu. Người ta cũng ví dụ nó như là đau đầu khi mà sau uống rượu bia. Dạ, em qua lại cái tiếp.
And that I want to talk about diagnosis criteria of migraine fetal aura by ACST3. Thì bây giờ là cái line này thì nói về cái những cái tiêu chuẩn chẩn đoán mà migraine không có aura theo tiêu chuẩn của ACST3. Là cái bảng phân loại quốc tế về đau đầu. Thì mọi người nhìn vào cái hình ở bên tay tay phải nha. Number A is at least 5 attack. Number B, head is stuck lasting 4 to 72 hours when untreated or unsafely treated. Number C, head is hair at least 2 of the following for characteristic. First is unilateral location. Number 2, stay in quality. Number 3, moderate or severe pain. Intensity. Number 4, privation by causing avoidance of routine physical activity, example walking or limping stick. Thì đầu tiên nói về cái tiêu chuẩn ABC trước. Cái tiêu chuẩn đầu tiên là sẽ có hơn ít nhất là 5 cơn và mỗi cơn nó sẽ kéo dài từ 4 tới 72 giờ với điều kiện là bệnh nhân không được điều trị hoặc là điều trị nó không thành công. Cái tiêu chuẩn C thì phải có 2 trong cái 4 triệu chứng này. Thứ nhất là unilateral là bị đau một nửa bên, sau đó thì stay in quality là đeo theo kiểu mạch đập, đau theo kiểu mạch đập. Thì cái đau theo kiểu mạch đập này là cái triệu chứng mà mình hay hỏi nhất trong lâm sàng. Thường là bệnh nhân có cái này thì 80% là có thể rằng là đau đầu migraine nữa. Cái số 3 là mình mức độ đau thì nó từ vừa tới nặng. Và số 4 là bệnh nhân tăng khi mà hoạt động, ví dụ như là đi bộ hoặc là leo cầu thang. Tiếp theo là number 3, during headaches, at least one of the following photophobia and phonophobia, nausea or vomiting. Number E, not better accounted for by another ACST3 diagnosis. Tiêu chuẩn D là sẽ có một trong hai tiêu chuẩn là bệnh nhân photophobia là sợ ánh sáng, chứng sợ ánh sáng, còn phonophobia là sợ âm thanh, hoặc là bệnh nhân có buồn nôn hoặc là nôn ói. Cái tiêu chuẩn Y là khi mà thăm khám thì mình sẽ không có thấy cái chẩn đoán nào phù hợp trong cái bảng ACST3 này phù hợp với cái tiêu chuẩn tại cái tiêu chuẩn migraine. Dạ em qua lại. About some trigger onset to migraine, genetic stress, sleep, alcohol, hormones, stress, travel, and food. Thì trong cái migraine người ta rất quan tâm tới những cái yếu tố khởi phát, nhất là gen, stress, thiếu ngủ, uống rượu, hormones. Thì cái hormone này nó sẽ liên quan tới việc là trong cái đau đầu migraine thì thường gặp ở phụ nữ nhiều hơn và thường liên quan tới chu kỳ kinh nguyệt của bệnh nhân. Some foods, những cái và một số mà thực phẩm mà hay gặp làm cho bệnh nhân khỏi phát cơn đau đầu migraine, ví dụ như là bệnh nhân ăn sô cô la hoặc là ăn bột ngọt nhiều. Talk about management. To tie up for a treatment, first non-pharmacological. Now pharmacological treatment, identification of a trigger and resolve them, meditation, relaxation, training, physiotherapy, and pharmacotherapy, abortive therapy, and preventive therapy. Trong phần quản lý này thì mình sẽ có hai phần, đó là thứ nhất là phần mà điều trị không dùng thuốc, mình sẽ tìm các yếu tố gây khởi phát cái cơn đau và sau đó giải quyết chúng. Meditation là dĩ như là ngồi thiền, relaxation, training, các liệu pháp về thư giãn và cái cuối cùng là liệu pháp về tâm lý. Về pharmacotherapy, which abortive therapy, you can try to rush. The first is non-specific drugs. You can use acetaminophen, NSAIDs, or caffeine. With the specific drugs, you can use sumatriptan. And preventive therapy, you can use
Paroat. Thì đầu tiên thì cái liệu pháp mà dùng thuốc, thì cái dùng thuốc cắt cơn thì mình có thể sử dụng những cái thuốc giảm đau thông thường như là acetaminophen, NSAID hoặc là caffeine, và là dùng các thuốc mà giảm đau hướng về thần kinh như là sumatriptan. Về cái điều trị phòng ngừa của đau đầu migraine thì thường mình chỉ phòng ngừa cho bệnh nhân đau đầu migraine khi mà bệnh nhân có nhiều cơn đau đầu, thường là 3 cơn trong một tháng, hoặc là cái cơn đau đầu đó mà mình khó cắt cơn thì mình mới sử dụng cái preventive therapy. Thì thường nhất bên thần kinh là sẽ sử dụng Valproate. Ngoài ra thì mình cũng có thể sử dụng cái chạm beta hoặc là ức chế canxi cũng được, nhưng mà Valproate thì thấy nó bên thần kinh sẽ chuộng hơn. Nhưng mà chú ý là cái Valproate này sẽ chống đĩa đệm cho phụ nữ mang thai trong 3 tháng đầu. Lại cho em qua lại. The next I talk about tension hysteresis. The tension hysteresis occurs when neck and breast muscle become tense or contract. The muscle contractions can be respond to stress, depression, head injury or anxiety. Tiếp theo thì mình sẽ nói về cái tension hysteresis, đó là cái gọi là đau đầu căng cơ. Nó xảy ra khi mà cái cơ ở vùng cổ hoặc là cái vùng da đầu trở nên căng lại, co lại. Thì cái sự co cơ này do thường là bệnh nhân chịu phải stress, depression, lo âu hoặc là tổn thương đầu hoặc là lo âu ở mức. They may occur at any age, but are most common in adults and older teens. It's slightly more common in women and tends to run in families. Thì thường này nó sẽ xảy ra ở bất cứ lứa tuổi nào, nhưng mà hầu hết là sẽ ở những người lớn tuổi mà giữa nam và nữ thường thì nó cũng tỷ lệ thì nó cũng tương đối bằng nhau, nhưng mà thường là nữ nó sẽ nhiều hơn một tí xíu, tại vì thường là phụ nữ người ta lo kiểu như hơi lâu hơn. What about the symptom of tension headache? Bilateral tightness, don't fan, often dry and feel like a tight band around your head. Severity, mild to moderate, duration, gauge to width, often in month. Thì cái triệu chứng của cái đau đầu căng cơ này là sẽ mang tính chất đối xứng. Nó như là cái cảm giác siết chặt đau, thì âm ỉ người ta mô tả nó như là một cái dải băng mà bị quấn ngang đầu vậy. Mức độ của nó thì từ nhẹ tới vừa thôi. Về thời gian của nó thì nó có hai cái, là chronic và episodic. Với cái đó thì bệnh nhân đau đầu mãn tính, bệnh nhân có thể đau từ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, hoặc là bệnh nhân đau theo một cái giai đoạn nào đó chỉ vài ngày trong một tháng, hoặc là vài tháng trong một năm thôi. Thì mình nhìn cái những cái mà gạch chân cái màu cam á là cái triệu chứng của tension headache. Còn cái phần màu đỏ, chữ màu đỏ là sẽ giúp mình chẩn đoán phân biệt với các cái là loại đau đầu khác. Non-pulsating, not arrivated parotid physically, withdrawal nausea or vomiting. Thường cái đau đầu căng cơ này nó sẽ không đau đầu không theo mạch đập và nó sẽ không tăng khi hoạt động. Bệnh nhân cũng không có kèm buồn nôn hay nôn ói. It's associated with photophobia and phonophobia. Bệnh nhân cũng có thể kết hợp với các triệu chứng sợ ánh sáng hoặc là sợ âm thanh, nhưng mà thường triệu chứng này rất là hiếm xảy ra. Mình nhìn cái hình ở bên tay phải, nhìn cái hình mà các cái dải băng băng ngay cái đầu của ông đó, lại nhớ hơn. Còn cái hình người ở dưới thì là cái vùng cơ của trong bị căng, trong cái đau đầu căng cơ này. Thì ở trên nó có ghi là starting often in the morning or can worsening during the day. Thì nó thường bắt đầu vào buổi sáng, sau đó thì nó tệ dần trong suốt cả ngày. Nhưng mà thường bệnh nhân nó sẽ thường là bị đau nhiều hơn vào lúc buổi chiều tối, tại vì người ta làm việc nguyên một ngày thì cái lúc chiều tối người ta sẽ cảm thấy stress nhiều hơn, nên thường là sẽ đau đầu căng cơ vào thời gian đó nhiều hơn. Chào qua lại tiếp. Talk about the treatment of tension tight headaches. Cái lúc đầu thì mình ghi là chữ tension headache, còn bây giờ là tension tight headache, thì hai chữ này tương đối thì nó cũng giống như nhau thôi, nhưng mà cái tension tight headache thì nó sẽ dùng cho cái thuật ngữ mà bệnh nhân bị đau đầu căng cơ mà kiểu chronic, kiểu mãn tính. Thì nó cũng có hai phương pháp, đó là dùng thuốc với không dùng thuốc.
thì không dùng non-drug therapy thì có Riazoran Avoiding Trigger Stress Management Technical Other Non-Medical Approaches. Đối với bệnh nhân đau đầu căn cơ thì cái liệu pháp mà không dùng thuốc là cái liệu pháp rất là quan trọng, tại vì đa số nguyên nhân của bệnh nhân là do stress hoặc là lo âu nhiều hơn, nên mình phải chú ý đầu tiên thì reassurance, mình phải trấn an bệnh nhân, tránh các yếu tố khỏi phép quản lý cái stress bệnh nhân, và những cái liệu pháp mà không dùng thuốc nhé. Cho bệnh nhân tập thể dục nhiều, tập ở sâu yoga hay là massage gì đó. With the brush therapy, about a pill, you can use some brush such as acetaminophen or ASS. But you avoid codeine because it's containing opioids. Thì đối với cái lúc mà cái đau đầu cấp tính thì mình có thể sử dụng những cái thuốc đau đầu thông thường như là giảm đau thông thường như là acetaminophen hoặc là ASS, nhưng mà chú ý là phải tránh cái những cái thuốc mà chứa codeine hoặc là cái sản phẩm mà có chứa opioid. Ví dụ như là mình mua Bare thì mua Bare màu xanh thôi, không có mua vị Bare màu đỏ tại vì nó có chứa caffeine, mà là mua cái Bare mà chứa cái codeine thì không nên, tại vì những cái opioid sẽ làm cho, mặc dù làm cho bệnh nhân giảm đau nhưng mà nó sẽ gây stress nhiều hơn. With the chronic tension headache, you can use the amitriptyline in the first line for treatment. Với cái đau đầu mà dạng mãn tính thì cái ưu tiên hàng đầu mình sẽ dùng là amitriptyline. Còn cái prophylactic nó là cái dạng như là phòng bệnh, thì cái TCA với SSRI thì mấy cái thuốc này là thuốc bên tâm thần, nó dạng như là chống trầm cảm. Cái này thì mình nghĩ là cũng không nên dùng cho bệnh nhân cho lắm nếu mà không cần thiết. Dạ, cho em qua lại. And then the type of headache is a bluster headache. A bluster headache is a brand new neurological disorder characterized by recurrent severe headaches on the one side of the head, typically around the eye. Thì cái bluster, cái cuối cùng đó là bluster headache, dịch đó là đau đầu cầm. Ngoài ra người ta còn có thể dịch là đau đầu chuỗi cũng được. Thì đó là một cái dạng như là một cái rối loạn thần kinh mà hiếm gặp, đặc trưng bởi cái sự lặp lại và đau đầu nặng ở một bên của đầu, điển hình là ở phía sau cái mắt. Men are more commonly affected than women. Bluster headaches typically start before the age of 30. Thì thường cái đau đầu cộng này xảy ra ở đàn ông hơn và thường bắt đầu sau 30 tuổi. Cái này cũng không biết nữa, thấy người ta liệt kê dịch tễ thì ghi lại. Japan is sad, burning or visceral sensation, unilateral pain behind eye, shock, is room and C18. Usually occur in the middle of the night, occur daily for 2 to 3 months, then remit for months, year. Thì cái kiểu đau này, kiểu đau như là đau nhói, đau bỏng rát, cảm giác như là bỏng rát, nhức nhói, và nó chỉ có ở một đau ở một bên, thường là ở sau mắt. Thời gian thì rất là ngắn, khoảng từ 15 phút tới khoảng 3 giờ. Thường sẽ khoảng 50% bệnh nhân sẽ ra vào giữa đêm. Thường thì cái này sẽ ra khoảng từ 2-3 tháng, sau đó thì giảm dần, cái tần suất nó sẽ giảm dần. Đặc biệt cái đau đầu này nó thường nó cũng có tính chất lặp lại, có thể là cùng một thời gian trong một ngày, cùng những cái ngày nó sẽ giống nhau cùng với một thời gian, hoặc là một năm nó sẽ bị trong một cái mùa nào đó thôi, nó mang có một cái tính chất lặp lại. The lower headaches attack is accompanied by at least one of the following autonomic symptoms: rubbing eyelids, pupil contraction, redness of the conjunctival, steering, runny nose, and less commonly facial lesions, swelling, or wasting. Thì cái đau đầu cụm này nó có thể kết hợp với ít nhất một trong những số triệu chứng của hệ thần kinh tự động. Ví dụ như là của hệ thần kinh giao cảm thì mình sẽ thấy như là sụp mi, co đồng tử, đỏ phần kết mạc, hoặc là triệu chứng của thần kinh phối giao cảm như là
chảy nước mắt, nước mũi. Một số triệu chứng ít hơn, ít gặp hơn như là đóng mờ mặt, phù hoặc là đổ mồ hôi. Thì mình thấy trong đây có cái triệu chứng như là sụp mi, co đồng tử, đổ mồ hôi. Thì mình sẽ liên tưởng tới triệu chứng của hội chứng học nơn, nhưng mà cái này người ta gọi là triệu chứng học nơn không hoàn toàn, tại vì triệu chứng học nơn nó sẽ có là sụp mi, co đồng tử và giảm tiết mồ hôi, nhưng mà cái này đổ mồ hôi nhiều hơn. Nên người có một số sách thì người ta sẽ ghi là triệu chứng học nơn không hoàn toàn. Với một đặc điểm nữa là xét với cái đau đầu migraine thì bệnh nhân sẽ tăng đau khi mà bệnh nhân ngán sức, thì bệnh nhân sẽ nằm một chỗ thôi, có xu hướng sẽ nằm một chỗ thôi. Còn đối với cái đau đầu cụm thì bệnh nhân sẽ có xu hướng là đi lại theo cái chiều trước sau để giảm đau. Dạ, treo qua là tiếp theo. The treatment Luster Hackett combine acute and preventive treatment with acute you can use oxygen. Thì trong cái đau đầu cụm là con đau mất rồi rất là dữ dội nhất trong mấy cái loại đau đầu viêm phát đó, thì cái điều trị của mình đó, đặc biệt là trong cái giai đoạn cấp thì còn phải giảm đau cho bệnh nhân. Thì ở đây có đầu tiên là mình sẽ cho bệnh nhân thở oxygen liều cao 100% luôn. Thì cái cơ chế mình tìm hiểu không biết tại sao mà thở oxygen 100% lại giảm đau nhiều, thì kiếm hoài thì lại không thấy. Nhưng mà theo suy luận thì có khả năng tại vì cái đau đầu cụm nó cũng là cái cơ chế đó cũng một phần giống với đau đầu migraine, đó là do giãn mạch máu. Nên thành ra ngày xưa thì người ta nghĩ đau đầu cụm là một phần của đau đầu migraine, nhưng mà sau đó thì nó tách riêng ra, tại vì cái thằng đau đầu cụm nó yếu tố thần kinh của nó nhiều hơn là yếu tố tuần hoàn mạch máu, nên nó cũng có một phần là giãn mạch. Người đau đầu thì nghĩ là cái cho thở oxy 100% oxy liều cao có thể là giúp co mạch tạm thời giảm đau. Cái này thì không biết, tại vì kiếm tài liệu thì không có hết, thấy chỉ có suy luận thôi. Thì sau đó mình có thể sử dụng một số cái liệu pháp mà làm giảm đau mạnh cho bệnh nhân, như là sumatriptan mình sẽ tiêm dưới da, hoặc là dữ hơn thì mình có thể gây mê cho bệnh nhân luôn, hoặc là dùng lidocaine để co mạch mũi lại. Với cái about preventive treatment, you can use prednisolone, topiramate or lithium. Thì với cái điều trị ngăn ngừa thì mình có thể dùng prednisolone. Thì cái phần prednisolone này mình chỉ sử dụng trong 3 tuần thôi, còn đều là 0,5 đều là 60 tới 80 mg trên ngày, hoặc là 0,5 mg trên ký. Còn nếu mà dùng mà lâu hơn á thì nên chuyển qua dùng topiramate hoặc là lithium cho bệnh nhân. Thì còn cái neurostimulation therapy thì liệu pháp kích thích thần kinh, thì cái này thì mình không biết, không thấy xài. Dr. Anastasia Tandoroy in treating bluster headache. Thì cái thuốc giảm đau thì nó không có vai trò trong cái việc điều trị đau đầu cụm này. Xong xem qua lại. Thì mình đã nói xong cái ba cái loại đau đầu của primary headache, thì bây giờ sẽ tóm lược lại một tí xíu. Hình đầu tiên mấy bạn nhìn là đau migraine, tiếp theo là đau tension headache, và tiếp theo là luster headache. Thì với cái điều đau đầu migraine đó, thì bệnh nhân đau một bên đầu, đau không nổi thôi, không có đối xứng, đau cũng trong một khoảng thời gian trong ngày, cái dài khoảng vài tiếng, thì mức độ đau đó cũng vừa phải thôi. Còn đối với đau đầu căng cơ thì người ta sẽ đau đối xứng cả hai bên, mức độ đau thì vừa phải nhưng mà rất là kéo dài, lúc nào cũng đau mỉ nhưng mà kéo dài. Còn đau đầu cụm thì bệnh nhân đau trong khoảng thời gian ngắn nhưng mà đau rất là dữ dội, và đau chỉ ở một bên đầu, thường là sau hốc mắt. Đau đầu migraine thì có thể trong cơn đau thì bệnh nhân có thể kèm theo buồn nôn, nôn ói, sợ ánh sáng, sợ tiếng động tăng khi mà hoạt động, hoặc là có thể kèm theo cái triệu chứng của aura hoặc là complicated migraine. Với đau đầu căng cơ thì thường là bệnh nhân sẽ không có kèm theo các triệu chứng khác, còn đau đầu cụm thì
nghe sẽ kèm theo cái triệu chứng của thần kinh tự động, ví dụ của chảy nước mắt, nước mũi, co đồng sụp mi, co đồng tử. Thường về thời gian đó, thường thì đau đầu cụm là sẽ xảy ra vào cái lúc nửa đêm, còn cái đau đầu căn cơ thường là xảy ra về chiều hơn. Về giới tính thì mình thấy là cái bệnh nhân ở bên đau đầu migraine thường là bệnh nhân nữ ở tuổi trung niên, đau đầu cụm thì thường là ở bệnh nhân nam hơn, còn đau đầu căn cơ thì nam nữ thì cũng tương đối với nhau, tùy theo ai stress nhiều hơn mà thôi. Về điều trị thì cũng chỉ có giảm đau thôi, giảm đau lúc mà cắt cơn có lại ngừa cơn, rồi treo qua lại. Cái lại cuối thì mình sẽ có một scan để các bạn củng cố lại những cái gì nãy giờ đã hiểu. 35-year-old female patient coming to your clinic complaining of a recurrence attack of severe headaches over the last 4 months. She described the headache like unilateral accompanied by nausea and sometimes vomiting. During the attack, she likes to stay in the dark room and can't make any activity. Thì con thích cái xe này hen. Thì nhìn vô là bệnh nhân này là bệnh nhân nữ 35 tuổi, đến vì một cái cơn đau đầu mà cái dài cũng đã 4 tháng rồi. Đau đầu của bệnh nhân đợt này được miêu tả là đau nửa đầu, đau theo kiểu mạch đập, thấy chưa, mạch đập hơn 6 giờ và kèm theo cái triệu chứng như là buồn nôn, nôn ói. Cô ấy thích ở trong phòng tối và không thích hoạt động, có nghĩa là sợ ánh sáng và sợ là khi mà hoạt động thì có khả năng là đau tăng hơn. Thì cái ca này mình nghĩ tới nhiều nhất là đau đầu migraine, và migraine thì là migraine không có aura. Thì some criteria of suggestion, thì một vài cái tiêu chuẩn để mình nghĩ tới nhiều là đầu tiên là bệnh nhân của migraine thì thường là nữ 20-50, về cái tính chất đau đầu và các triệu chứng kết hợp đó. Em xin hết. Em xin hết. Oh, hay quá. Em xin hết thì anh. Hết rồi. Hết rồi. Cảm ơn quý nha. Trời ơi. Hey, hợp lý. Ủa bên đứa này nhánh chắc dữ rồi ta. Vertigo. Còn lâm sàng gì vậy? Không anh. Ok, tăng công suất oxy, co mạch. Hay quá, hay quá. Đây đầu tiên là gửi một vài cái quý bây giờ em tắt mấy đờ đó quý, anh hỏi gì đó thì em trả lời. Cái bài của quý nhiều á cho nên có mấy chữ anh nghe có thể sửa cho em. Cũng như chữ headache thì ok, nhưng mà headache nhớ chữ chờ cuối nha, không có chờ khi mình không biết tôi nói gì. Cái chữ life threatening hồi nãy em dịch là nguy hiểm, bây giờ đã ảnh hưởng cuộc sống á, thì theo anh nghĩ là dịch là đúng nhất á, nó là nguy hiểm tính mạng nha, tức là có nguy hiểm. Đau đầu mà nguyên phát thì gặp thường nhưng mà không có nguy hiểm, còn cái hàng đau đầu thứ phát thì nó nguy hiểm. Rồi chữ percent migraine thì lúc em đọc migraine, lúc đọc migraine đọc đúng rồi mai nha, nhớ em đọc là migraine. Micron percent. Micron. Mà chữ warning này đọc là warning, warning là tao cảnh báo mày đó, warning. Chữ clam, clam đọc clam là leo là a nha, clam chứ không phải clim, climbing. Trigger nha, trigger là yếu tố cơ phép á, không phải trigger mà thường là trigger. Rồi chữ psychotherapy á, chữ psycho là thuộc về tâm thần đúng không? Thì psychotherapy là liệu pháp tâm lý á, thì thường là psycho là không đập chữ P nha, psycho nhắc chung nha. PS hồi đầu khóa có nói đó, đọc là psycho chứ không có đọc là psycho. Rồi adult, ok, chữ adult thì nhớ em làm nãy em đọc cũng đúng, nhưng mà tại em thấy em nhấn adult thì phải, ok, sao cũng được, adult thì ok. Chữ cluster là chữ ớ nha, dấu ớ á,
cluster chứ không phải là clot. Cluster là dấu ớ, nhấn âm đầu. Piercing, ok, chữ này thấy hay quá, để lại. Chữ piercing này nghĩa là đau mà nó kiểu như sharp, đau mà nó nhọn, kiểu như đâm châm chích nhọn á. Suggestion, suggestion, ok, đọc là cho mọi người nhớ cách đọc thôi. Mình có một vài keyword này, bài của quý thì rất nhiều thông tin và khá là chuẩn, có cả điều trị. Em có một điểm hay là em làm, thường em làm tới điều trị luôn. Thì và em nói cũng khá là hợp thời lượng á. Thì mình nhớ có ba kiểu đau đầu ha, đó là nguyên phát á, migraine tension với lại cluster. Thì trong cái migraine á, này nói từng cái đi ha. Rồi migraine đó là nguyên phát, rồi chỗ này thì ok, nhớ phân biệt với thứ phát. Thứ phát thì cũng giống như hồi nãy vậy đó, trong mặt là lành tính hay là ác tính gì đó. Thì nguyên phát thì nói nôm na là không có nguyên nhân, thì nói gì nó cũng khá là an toàn. Còn thứ phát thì phải sợ u não, sợ chấn thương, sợ động kinh co giật, có những nguyên nhân khác của mạch máu não. Ba kiểu này thì cái hình này rất là hay, tại nó có cái thời gian đau kéo dài hay đau thành cơn. Mình có một từ khóa là chữ migraine attack, là cơn migraine, chữ này hay. Tại vì chữ attack nó là nghĩa là tấn công, nhưng mà trong cái cụm này nó nghĩa là một cái cơn migraine cấp, chữ này hay nha. Rồi sau bài của quý thì mình cũng đã nhận ra được là thì ra rồi prom là tiền triệu, aura là aura thôi, khỏi dịch cũng được. Và postrom là hậu triệu, thì kỳ quá, là postrom thôi. Rồi thì tóm lại mình biết là rom với aura là không phải là một nha. Một cái là tiền triệu, một cái là thoáng báo, thoáng qua gì đó. Tóm lại để aura cũng được. Em nhìn cái hình, cái slide này có một cái hay là em thấy cái hình bên phải nó có cái mô tả những cái aura nè. Nhìn thấy mờ gì nè, hay nhìn thấy một cái đốm trắng nhách gì nè, bệnh nhân có thể nói với em vậy luôn á. Nó tôi thấy trắng nhách hay là tôi thấy nó sáng lóa mắt á, là nó đó, aura đó nha. Rồi cái định nghĩa này của ICHD thì hay rồi. Mình có một chữ là ICHD để mình search thêm cái hiệp hội đó. Ở đầu đầu phải không quý? Rồi trong cái phần này thì định nghĩa này có thể mình không nhớ được liền, nhưng mà mình học được một vài ý. Vì mình học được cái chữ unilateral. Unilateral có nghĩa là một bên, đau đầu một bên. Pulsating, pulse có nghĩa là mạch. Pulsating là đau theo mạch đập. Có chữ pulsating quality là chữ rất là hay. Như như the HD pulsating quality có nghĩa là đau theo mạch đập. Còn nếu mà nói common language, nó là chữ propping. Propping là đập đập á. Và mình có một từ là photophobia và phonophobia. Cái hậu tố phobia nghĩa là nỗi sợ đúng không? Photo là ánh sáng, sợ ánh sáng và sợ âm thanh. Mình có một trong cái phần điều trị migraine á, thì mình có cái chữ mình học là chữ abortive và chữ preventive. Tại vì trong migraine thì nó có dự phòng cơn và có cắt cơn. Thì mình biết được một chữ cắt cơn đọc là viết là abortive. Từ abort này ở trong sản khoa nó là phá thai đúng không? Nó là bỏ đi cái gì đó. Thì abortive therapy là một cụm từ hay để nói về liệu pháp cắt cơn. Preventive thì mọi người đều biết là prevent nghĩa là dự phòng. Nói chữ hay là chữ abort. Về điều trị chuyên môn thì anh cũng không có, anh nghĩ em nói cũng không sai. Thực tế mấy ca migraine thì anh ưu tiên xài kháng viêm, anh xài NSAIDs nhiều, anh sẽ chích Diclor, rồi anh sẽ có thể cho một tí an thần, anh có thể cho Manu B6 an thần, rồi sau đó có thể lúc về mới cho Depakin. Anh không có chuyên khoa thần kinh nhưng mà khoa anh nhức đầu vô nhiều lắm, nên migraine thì thường anh, nếu muốn nhớ migraine một chữ thì nhớ chữ kháng viêm, nó là viêm mạch. Về đau đầu căng thẳng thì chữ này em dịch là tension headache, có tài liệu dịch là đau đầu căng thẳng, có tài liệu dịch là đau đầu căng cơ. Tâm sẽ anh thấy mấy chị vẫn chẩn đoán là đau đầu căng cơ. Thôi thì căng cơ hay căng thẳng gì thì cũng là một thôi, nó là cái kiểu đau đầu như quý đã tả. Trong mấy cái chữ này mình có chữ bilateral thì là hai bên, nó đọc là bi chứ không phải đọc là bi nha. Bilateral. Nếu mà theo người Mỹ đọc thì chữ tờ nó sẽ lướt lên bilateral. Còn nếu mình đọc đúng như người Anh thì bilateral cũng được. Chữ T có thể lướt thành der. Mình có bilateral thì mình, cái này thì cũng hay.
tóm lại thì cái câu báo chốt là đau đầu căng cơ thì nó sẽ không có cái cơn và nó cũng không có bị ói. Nếu mà đau đầu này anh trị thì thường anh cho bara, anh sẽ cho bara trước, rồi anh sẽ cho an thần, cho stressam, hoặc là anh cho những thuốc mà nó có thể an thần một chút. Thường người ta lo lắng nhiều, thường người ta bị lo lắng xong người ta mới đau đầu. Và có một vài trường phái cho giãn cơ, dù như là cho Mionan, nhưng mà giãn cơ trong trong tình huống này thì cái cơ chế nó còn nó cũng được, nó cũng nhiều ca cho vô là hết liền á. Mionan mình đau cái đau gáy á, em quốc như Mionan 50 nhân 2 cái là nó giảm nhiều lắm á. Rồi về dự phòng cơn thì vậy mà khuyến cáo mà đau đầu mãn tính á thì mà căng thẳng á thì mới dùng Amitrip. Amitrip là thuốc trong trong trầm cảm thì nó có nhiều tác dụng phụ lắm, nên tim mạch cũng có, cho nên Amitrip đi lên thì lâm sàng mình hay xài nó quên tên này, đứa nào nhớ gõ tên đó rồi. Rồi Amitrip thì anh cũng có lúc xài, nhưng mà thường thì ít khi nào phải dùng tới Amitrip trong cái khoa của anh. Cái phòng khám chắc dùng nhiều quá. Về về mặt đau đầu cluster thì cái câu mà quý nói rất là hay là cái chỗ nó là cơn đau nhiều nhất trong trong hai cái trong ba kiểu đau đầu nguyên phát. Tình huống cluster thì anh đã gặp khoảng chừng 3 ca và công nhận là người ta đau muốn khóc luôn á, đau và khóc luôn á. À, này cái hình này rất là hay nè, chảy nước mắt nước mũi vậy nè, chính xác luôn á, cực kỳ hay ha. Và nó đúng là ôm mắt không à, đau nhưng mà gì nè, đau nào đầy á, con mắt có đau á, mấy đứa phải nhờ một, có một cái bệnh trong nhãn khoa, cái bệnh nó làm nhức đầu dữ dằn một bên, đó là bệnh gì mà nhiều khi mình cứ nó đau đầu cuối cùng là nó đi nhãn khoa chưa, nhớ không? Căng cơ cũng được em, căng thẳng cũng được. Ừ, nó là lâu cơn gốc đóng. Đi lâm sàng á, đi đó là lý nói cũng không biết phải không, nhưng mà đây là lý do mình phải đi qua một vòng các khoa. Đi khoa nào thì có trong bên ở bên nhãn khoa nó có cái bệnh lâu cơm á, là cái nhãn cầu nó cứng ngắc à, nó bị tăng nhãn áp á, mà nếu gốc đóng là nó một cấp cứu luôn á, là bệnh nhân đó phải con mắt bên đó nó sẽ bị giãn đồng tử, giảm thị giác, nhức đầu dã man luôn mà đỏ chét à. Giả sử như em nghe cái câu nó nhức đầu mà em không có coi tới mắt con ta, em cứ khám ở này đau đầu cụm phải không, rồi cho thở oxy, cho cuối cùng bị lo cơn gốc đóng về bữa nó mù luôn bên. Tóm lại đau đầu mà một bên mà con mắt nhất á, làm ơn nhớ là lo cơm. Em khám không ra thì em sẽ sờ vào con mắt, đó là lý do em đi khoa mắt, em phải sờ cái ca lo cơm thử cho biết nó cứ ngắc à. Mà cái nhãn cầu quan trọng là nó méo, xin lỗi, quan cầu phải méo, cái đồng tử nó méo nha, nên mẹ sờ chữa lo cơm à. Nó mà rồi sẽ lo không ai sẽ thấy cái đồng tử nó bị méo mà mắt nó đỏ chét à. Thì nếu mà lâu cơm thì phải cho acetazolamide, phải cho những đôi khi phải mổ. Tóm lại cluster là một cơn đau dữ dội và hay này thì cơ chế oxy tại sao thì anh cũng chưa rõ, đáp ứng mà với oxy liều cao ha. Lo cơm thì điều trị anh thấy xin lỗi cluster thì điều trị thôi, thật sự mà nói thì thuốc nó cũng không có rõ ràng lắm. Thường trong lý thuyết là cho chích Lido, rồi cho triptan, rồi cho chuyển canxi. Còn hôm bữa mấy ca vô á là anh chích Tramadol. Đợt đó anh chích Tramadol hay cũng hết, cũng bớt. Không biết là có chẳng đoán lộn không. Tuy nhiên thì cluster thì cái nội dung hay là cái chỗ oxy á. Oxy thở oxy liều cao nha. Đó là một cái câu khá hay cho mình. Rồi đúng rồi nè, cái câu của Quý nè. Thuốc giảm đau không có tác dụng trong điều trị đau đầu cụm nè, cho nên nó cũng không có rõ ràng là gì. Thực tế cái kinh nghiệm một năm làm thần kinh của anh thì anh thấy đau đầu migraine là gặp nhiều, đau đầu tension là gặp nhiều nhất, đau đầu căng thẳng á, lo lắng rồi nhức cái đau cái óc, rồi nhiều khi mà nhìn mặt bá nhân đùm mà. Rồi cho thuốc an thần, cho stressam, nhiều khi cho Zoloft, Citalin đó, SSRI đó, rồi cho Amitrip luôn cũng có nữa, rồi cho Bare, rồi ăn ổi vỗ về thì vài bữa nhức đầu nó hết, và nó bớt thì thôi cho về. Rồi cái migraine thì có thể cũng hay gặp, nhưng mà migraine thì nó rõ ràng lắm, thường là nó một bên thôi. Cái cơn migraine cấp là người ta cũng khá là đau dữ dội, nha, cũng khá kinh dị á. Còn dĩ nhiên là mình thấy cái biểu đồ này so sánh cơn đau là thằng migraine nó không có la gì với cluster chứ. Cluster là đạt đỉnh luôn.
Và cái ý sau cùng trong bài này là như vậy nè. Đối với tiếp cận một cái đau đầu á, lời khuyên của anh là mọi người phải nghĩ tới thứ phát, tức là em phải loại được nguyên nhân thứ phát. Ở trong nguyên nhân thứ phát nó có một cái gọi là chữ snoop ha, snoop mnemonic á. Nếu có thể search Google chữ này, nó là những cái nhóm nguyên nhân thứ phát. Nó là cái gì? Tức là bệnh nhân đau đầu làm sao mà phải nghĩ tới thứ phát. Luôn luôn loại trừ được thứ phát xong thì nguyên phát nó vẫn đỡ lo hơn. Dường như trong group nó có một cái là sức huyết não chẳng hạn. Đó là cái chữ mà đau đầu như là búa bổ vậy đó. Thì đó, đó là cái chữ nguy hiểm đó. Trong sách của nước ngoài nó có một cái từ, nó là từ red flag. Red flag là cờ đỏ. Những cái dấu red flag là những dấu mình phải học. Đối với nếu mình chỉ có một thời gian 6 năm để học và một vài tuần để đi á, nên học những cái nguy hiểm. Thì red flag là một cái những cái dấu nguy hiểm của đau đầu ha. Nhưng mà tuy nhiên Ramri HD là rất là thường gặp, cho nên mình cái chuyên đề này thì hy vọng mọi người có thể có thông tin và có những cái từ khóa để mình học thêm. Ok, good quý. Bây giờ mấy đứa có thể hỏi thêm gì đó thì hỏi nha. Tiếp tục đây, còn một nhóm. Ngân Phong. Ngân, em mở mic để nói đi Ngân. Hay là em xem màn hình luôn đi, để anh tắt cái xe của anh. Dạ, để em xem màn hình. Tôi tắt xe của ta chưa gì? Rồi, anh đã tắt xe của anh rồi. Ủa, anh đi xe không được anh ơi. Sao vậy? À, được rồi. Xe full màn hình á, được không? Thấy chưa, mọi người thấy chưa? Đang lên. Chắc được á. Rồi click vô cái chỗ mà bản trình bày của Ngân. Rồi thấy rồi em ơi. Dạ rồi. Dạ chào mọi người, thì hôm nay em sẽ nói về ưu và nhược điểm của MRI và CT. Thì đầu tiên là CT. CT thì được viết tắt của từ là Computed Tomography. Nghĩa là chụp cắt lớp vi tính, thì được Hinesfield phát minh vào năm 1972 và được giải Nobel về y học vào năm 1979. Thì để đọc được cái hình ảnh trên CT á, thì Hinesfield mới phát minh ra, người ta gọi là cái độ đậm Hinesfield, thì nó mình thấy được cái hình là cái độ đậm nó đi từ cao tới thấp, thì từ trắng tới đen thì đầu tiên là thấy xương, sau đó thấy tới mô mềm. Xương là có độ đậm cao nhất, cho nên là trên hình ảnh CT thì thường là xương nó sẽ màu trắng. Tiếp theo nó sẽ là mô mềm, mỡ, phổi và cùng là khí. Khí thì trên CT mình sẽ thấy được nó là một cái hình ảnh màu đen. What to expect during a CT scan, nghĩa là mình mong muốn điều gì trong một cái chụp CT. Thì đầu tiên là phải có hút cản quang, sau đó thì sẽ cho bệnh nhân nằm trên cái bàn, và sau đó thì cái bàn nó sẽ đưa vào cái máy CT và nó sẽ quét. Thì do là CT là người ta sẽ dùng cái nguyên lý dựa trên là cái chùm TX chiếu quay quanh bệnh nhân. MRI là viết tắt của từ Magnetic Resonance Imaging, được Edward và Raynon phát minh. Thì chúng thấy có một số cái chuỗi xung cơ bản, như là T1 thì T1 gọi là thời gian hồi giãn dọc. Thì cụ thể hơn mình sẽ thấy được cái mỡ nó sẽ có màu trắng nhất, còn các mô mềm thì nó sẽ có màu xám hơn, và các loại dịch thì nó sẽ có màu đen. Hai là mình sẽ thấy cái hình ảnh T2, thì đó là cái thời gian hồi giãn ngang. Thì ở cái hình ảnh này sẽ thấy cái dịch não tủy ở não thất và cái khoang dưới nhện đó, thì nó sẽ có màu trắng. Cái flare là cái chuỗi xung xóa tín hiệu các dịch. Thì ở cái hình này mình sẽ thấy được dịch não tủy, nó sẽ xóa đi cái dịch não tủy để phát hiện các tổn thương như chảy máu, viêm não hoặc là sơ hóa mảng. Nguyên lý của MRI thì nó sẽ dựa trên là tạo ảnh, là dựa trên cái sự tương tác giữa
cái năng lượng dưới dạng từ trường và cái nguyên tử hydro. Thì các ưu điểm và nhược điểm của MRI và CT á, đầu tiên là thời gian. Thì thời gian của CT á, thì nó sẽ nhanh hơn thời gian của MRI khi mà chụp, nghĩa là trong cái quá trình chụp luôn, từ quá trình chụp tới hoàn thành thì chỉ có trong vòng 5 phút là CT. Còn MRI á, thì nó có thể là từ 10 tới 15 phút hoặc thể lâu hơn là trong vòng 2 tiếng. Thì người ta ví MRI và CT giống như là con rùa với lại con thỏ nữa. Thì là MRI là con rùa, chậm như rùa, còn CT nhanh như thỏ, chứ không phải nhát như thỏ. À, về giá tiền á, thì cả hai, nhìn chung thì cả hai cần lâm sàng này, CT và MRI thì được giá thành đều cao. Tuy nhiên á, thì cái MRI á, nó sẽ mắc hơn CT một chút. Còn về cái tia xạ thì do là cái MRI á, nó dùng cái điện, nó dùng hình ảnh giữa cái năng lượng giữa dạng từ trường và nguyên tử hydro, cho nên là cái MRI thì nó sẽ không có còn cái CT á, thì nó sẽ có thì mình thấy là cái người ta nói là defective radiation dose is the same as the average person received from background radiation in 3 to 5 years. Usually CT is not recommended for pregnant women or children unless absolutely necessary. Nên là cái liều xạ mà hữu hiệu thì ở tất cả đối tượng á, thì nó sẽ sử dụng, nó thường á, là trong vòng từ 3 tới 5 năm. Và thường á, thì người ta không có khuyến cáo sử dụng CT cho phụ nữ mang thai hoặc là trẻ em, trừ khi nào là những cái trường hợp cần thiết. Cái bảng ở đây á, thì mình sẽ thấy á, là hay là cái liều xạ, thì mình thấy á, là cái 2.4 MSV một năm thì sẽ sử dụng cho những cái người mà à, 2.4 một năm MSV thì mình sẽ là sử dụng cho những cái người mà có nói chung là chụp bình thường á, cho nên là cái lượng xạ nó cũng không có nhiều lắm. Phần thứ hai là của anh Thanh. Anh Thanh ơi. Hello. Dạ cái 2.4 đó là tia xạ một người bình thường phải chịu do môi trường xung quanh, mặt ánh sáng mặt trời, tia tử ngoại, các tác động bên ngoài môi trường, chứ không phải là chụp. Tiếp theo là ơi, còn đó không Thanh. Alo. Nghe. Dạ, nét. Tiếp theo là intravenous contrast agent. Cái này là đối với CT thì gọi là thuốc cản quang, nhưng mà MRI thì gọi là thuốc tương phản. Đối với MRI thì very rarely allergic reaction, risk of reaction in those who have history of kidney or liver disorder. Thì đối với cái thuốc cản quang trong MRI thì do thuốc tương phản, chứ tương phản trong MRI thì sử dụng rất là ít và liều thấp, cho nên là hầu như là rất hiếm xảy ra các phản ứng dị ứng. Tuy nhiên là nó sẽ ảnh hưởng đến những người mà có bệnh gan thận. Còn đối với CT scan thì no ionic hydronated argon have fever side effect, allergy reaction array, but more common than MRI contrast. Thì
Trong MRI thì sử dụng các thuốc cản quang như là iod không không ion hóa thì nó có một số cái tác dụng phụ gây phản ứng dị ứng nặng nhất thì có thể gây sốc phản vệ. Nhưng mà nó nhiều cái tác dụng phụ hơn là cái bên MRI, nguy hiểm hơn một chút. Tiếp theo là claustrophobia, thì cái này là hội chứng sợ không gian kính. Claustrophobia is a type of specific phobia where one has a fear of closed space. It sample of a closed space or energy room, MRI machine, elevators. Thì cái hội chứng này là một cái dạng đặc biệt của ám ảnh sợ hãi liên quan tới bệnh nhân bị nhốt kín ở trong phòng, ví dụ như là phòng thí nghiệm, chủ yếm ra hay là trong thang máy. Thì khi mà bệnh nhân có cái hội chứng này thì sẽ rất là khó khăn trong chụp MRI, tại vì đưa vô cái máy MRI thì nằm trong đó tới 30 phút thì bệnh nhân sẽ chịu đựng một số nỗi sợ hãi và cân nhắc đến những bệnh nhân này. Về treatment thì nó có là cognitive behavioral therapy, cái này là liệu pháp nhận thức tâm lý. Thì hầu hết những cái bệnh nhân ám ảnh sợ hãi đều phải trị liệu bằng cái liệu pháp tâm lý này. Tiếp theo là cái claustrophobia game. Cái game này là được xây dựng cho những người ám ảnh sợ không gian kính. Người ta sẽ thiết lập hai cái không gian kính, một là hang máy, hai là máy MRI, cho bệnh nhân trải nghiệm kính giống như là trải nghiệm thực tế ảo, để đánh giá tình hình cũng như là trong đó nó có mấy cái mục tiêu mà bệnh nhân phải vượt qua, rồi giống như là bệnh nhân sẽ cải thiện, chứng minh được là sẽ có cải thiện cái hội chứng này khi mà chơi game này. Tiếp theo là ngoài ra thì điều trị bằng thuốc như là benzodiazepine hay là các thuốc ức chế giận lọc, ức chế hấp thu tái giận lọc serotonin. Tiếp tục về hình ảnh đó thì MRI lợi thế hơn ở các mô mềm, soft tissue hay là pelvic. Rồi các chỗ mà khó khảo sát như là pituitary tumor là hình thứ nhất, hình thứ hai là spinal injury, hình tiếp theo là cái dây chằng chéo trước và dây chằng chéo sau của khớp gối là anterior cruciate ligament. Yeah, but stereo thì nó nhìn mô mềm rất là tốt, cho nên là dành để khảo sát những cái mô này. Cái hình cuối á là một cái typical dernoic, thì nó là cái hình này em lấy của một bệnh nhân 78 tuổi là có u quái buồng trứng, thì nó sẽ khảo sát sinh dục tốt hơn, cái dùng chậu sinh dục tốt hơn bên CT. Tiếp theo là CT scan, thì do bản chất nó là TX cho nên là nó rất là lợi thế về nhìn xương và phổi. Thì cái hình đầu tiên là khí phế thủng, emphysema, cái hình ở dưới là phổi bình thường. Cái hình tiếp theo là CT cột sống, còn hình cái mặt đó là CT xoang, thì nó sẽ giúp nhìn các cái vị trí này thuận lợi hơn so với MRI. Tiếp theo là most of common contraindication of before MRI scan, thì cái chữ contraindication là chống chỉ định. Trong em thì có rất là nhiều chống chỉ định, mà phổ biến nhất đó là aneurysm clip, là cái kẹp túi phần. Rồi heart pacemaker là cái máy tạo nhịp. Bệnh nhân neurostimulator, cái này hồi nãy trong bài của Quý có một chữ là neurostimulator therapy,
Cái này là dụng cụ kích thích thần kinh, em cũng không 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 rõ về cái này nữa. Tiếp theo là cái cochlear implant, nó là một cái dụng cụ cái cấy vào ốc tai. Rồi public injury in vital organ thì cái này liên quan tới những cái giống như là mảnh đạn hay là mảnh kim loại nào đó nằm trong những cơ quan quan trọng trong cơ thể, thì những bệnh nhân này sẽ không được chụp MRI. Nói chung thì những bệnh nhân có kim loại trong người, đặc biệt là sắt, thì sẽ rất nguy hiểm khi chụp MRI. Nhưng mà đối với CT thì bấm cái này. Đối với CT thì những cái này nó không có nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân, nhưng mà sẽ gây artifact là xảo ảnh. Dạ hết rồi. Ok, cảm ơn hai bạn. Good, good. Rồi, quý có chia sẻ một cách nhớ hả? T1 là giống giải phẫu, là giống như CT vậy đúng không? Ý là giải phẫu. T2 là ngược với T1. Đây là T2. Nhưng mà nhớ thì giống T1. Ok. Cái bài này thì mình cũng không có quá phân tích sâu vào CT và MRI. Cái anh muốn nói tới là cái sự chỉ định khi nào thôi. Tại vì thì anh ra trường anh vẫn bị bối rối chỗ này nên anh muốn chia sẻ với tụi em thôi. Thông thường á, thì mình sẽ nói pros and cons, nghĩa là mình đứng ở góc độ của người nhà bệnh nhân, của bệnh nhân và của bác sĩ mình cho. Thì cái CT á, nhất là nó rẻ. Cái chỗ đã cái chỗ mà phát âm của hai đứa thì anh thấy không có sai nhiều. Ok, anh không có sửa nhiều phát âm ha. Mình chỉ muốn chia sẻ đây cái chỗ mình có góc nhìn ha. Như như CT thì thường nó rẻ, CT không cản quang thì khoảng mấy trăm ngàn, 800-900 mà. Rồi tình huống bệnh nhân bị cấp cứu chẳng hạn như té xe, chấn thương mà sợ xuất huyết não á, chụp CT thấy liền. Xuất huyết não là không có, rất là nhạy, CT chụp nhiều khi quét một cái là thấy. Nhiều khi quét 32 lát cũng có, thường là quét 64, 128 lát. Nhưng nó nhanh, cấp cứu phải nhanh đúng không? Nên giá trị cho chấn thương sọ não là CT là hơn đứt rồi. Bệnh nhân nằm cũng không nằm yên được, bệnh nhân quậy. Rồi CT thì nhưng mà dĩ nhiên là có một cái điểm điểm mạnh là nó nhanh, rẻ và trong tưởng cấp cứu ha. Nên suy ra thì nó cũng có con ruồi con thỏ chỉ cái ví dụ đó hay đó. Đi nhanh nhưng mà thường nó không chắc, đôi khi nó lại không bằng rùa, chậm mà chắc. Nghĩa là nếu mà muốn chắc ăn thì có vẻ như em ra sẽ chắc ăn hơn. Mà trong y khoa thì cái gì mà chắc hơn nó sẽ mắc tiền hơn. Nên em ra thì thường là nó sẽ mắc hơn. Triệu mấy, đúng không? 20 triệu. Không có bảo hiểm khoảng 2 triệu mấy. Không bơm cản từ luôn là khoảng 2 triệu tư. Nói chung là mắc tiền. Thì, nhưng mà MRI có một cái điểm mạnh là nó sẽ khảo sát được những cái thứ mà CT sẽ bỏ sót. Ví dụ như nhồi máu não giờ 8 giờ đầu trên cái chủ xung diffusion đó, là MRI sẽ thấy. Còn CT là nếu mà quá sớm sẽ có thể không thấy nhồi máu. Nên MRI thông thường trên lâm sàng nếu mà ca nhồi máu vô lâm sàng yếu liệt rõ, CT không thấy thì chụp MRI thì sẽ được chỉ định nó là như vậy. Thứ hai là người ta có cái nhồi máu cũ, nhồi máu mới nó bị lẫn lộn, khám không có ra. Thì chụp CT đôi khi nhìn cũng không ra luôn, chụp MRI sẽ phân biệt được nhồi máu mới, nhồi máu cũ hay là mới trên nền cũ. Cái thứ ba nữa là cái những cái dùng hố sau. Dùng hố sau nãy Thanh nó có đưa đó. Cái dùng tuyến yên, cái dùng tiểu não á. Nếu mà em nghi ngờ u hay nhồi máu vùng đó thì MRI nên cho. Dĩ nhiên nếu bệnh nhân không cấp cứu nha, nên cho bởi vì sao? Bởi vì nó sẽ giúp khảo sát vùng nó tốt hơn, cho nên nó sẽ khảo sát được quần lý tốt. Cái thứ tư nữa, em ra có một cái mạnh đó chính là mô mềm. Mô mềm nó khảo sát rất là tốt, như khớp nè, cột sống nè, hồi nãy có dùng em ra bụng nữa không. Còn trong tim mạch đó, nó có một cái là em ra tim nữa. Em ra tim thì nghe có vẻ xa vời quá ha, nhưng mà em ra tim là một cái chẩn đoán xác định của viêm cơ tim.
trong nãy có một cái slide nó có một cái chỗ hay, chỗ CT với MRI thì CT là bơm cản quang, còn MRI là bơm cản từ đúng không? Mà có một cái nó bị sốt là cái nào? Mấy đứa nhớ không? Bơm nào bị sốt? Bơm nào dễ dưỡng hơn? Bơm cái iốt ha, bơm cái cản quang á, có iốt thì sẽ dị ứng nha. Nên thường có nhiều ca em để ý, em chụp CT xong về bệnh nhân sốt, nó trời ông này không gây chích chích kháng sinh cả tuần hết nhiễm trùng nhiễm sốt lên là ông bị dị ứng cản quang đó. Mà mình không để ý, mình nói trời chích bà nhiễm trùng này không ổn, không phải đâu, anh bị mấy ca rồi. Nên là coi chừng nó sốt á, nó sốt cũng 38 độ á chứ không nhẹ đâu. Cản từ thì thường ít bị hơn ha. Ở bên CT MRI thường người ta sẽ yêu cầu mình là ta hỏi bệnh nhân cái câu là ông này á, ông có tiền sử bị ngứa hay là mì đai dị ứng hay không. Chỉ cần ông nói một câu mà tôi hay bị ngứa thôi là người ta sẽ bắt mình chích solumeron, rồi mình ta bắt cho 2 viên meron uống sáng trước khi chụp luôn, 8 tiếng trước đó. Nên nếu mà giả sử em có làm cho hình ảnh sau này á, thì em nhớ chú ý cái chỗ là tiền sử bị mì đai dị ứng. Vì dân chỉ đó hình ảnh thì thường cấp cứu không có kịp, không có tự tin lắm đó, nên ta sợ sốc phản vệ lắm, nhất là chụp cản quang. Chỗ vấn đề đây ha, CT cho tình huống thứ nhất chấn thương sọ não, thứ hai nhồi máu não mà sau 8 giờ, thứ ba nếu mà muốn khảo sát mạch máu não để can thiệp thì chụp CTA luôn, CT dựa hình mạch máu rất là rõ. Và thứ tư là những cái bệnh lý về xương, xương sọ này kia, nó xương nó rõ, xương cột sống cũng được, nghỉ lún các kiểu. Còn MRI thì thường CT cho sau không thấy bất thường thì cho MRI nếu mà nghi ngờ quá, hoặc là nhồi máu não quá sớm, hoặc là u não dùng hố sao, hay là u não các kiểu. U não nói chung là MRI tốt hơn. Và trong nhồi máu tái phát ha, và trong bệnh lý mô mềm như là khớp, mô mềm không phải là khớp mà cái sụn á, sụn chia cái địa đệm á, thì nó gọi là cái MRI khớp cho vận động viên em, thì chằng các thứ á, MRI sẽ tốt hơn. Rồi con rùa thì nó đi chậm mà mắc tiền hơn, mà rõ hơn á, thỏ đi nhanh mà sẽ rẻ hơn, tùy rẻ hơn thì có thể dị ứng, còn kia thì ít dị ứng hơn. Mọi người có thể rút ra một vài cái điểm để mình nhớ bài này. Ok, mấy đứa có hỏi gì không? Mình cũng vừa đúng 8 giờ đó. Mọi người làm slide tốt quá, anh rất là thích cái nhóm này, cái lớp này, mọi người trình rất là hay. Và nó cũng cổ động. Tuần sau thì còn một bài nữa, anh vẫn còn một bài chưa dạy nữa. Đợt đó là chính là bài hệ tiêu hóa. Nhưng mà thứ bảy này khai giảng cái lớp mới, nên tuần sau có thể lớp mới học vào thứ năm á. Nên anh định dạy tụi em bữa thứ ba nha. Rồi có thể nghỉ một tuần dạy thêm bữa thứ ba, thứ năm nữa cho xong khóa mình. Mình còn một bài là hệ tiêu hóa nha em. Đúng không dạ? Chưa dạy phải không? Có ai dạy rồi không? Ngọc nó dạy chưa? Ok. Lấy mấy bài cũ rồi ra coi đi nha. Rồi lâu lâu... ngày nào cũng phải tìm cái này đọc tiếng Anh chứ đừng có bỏ riết quên chừng. Đọc trước cái bài hệ tiêu hóa đi, để anh kiếm cái, anh lấy tài liệu anh gửi trước cho. Tuần sau học nha, thứ ba học bài hệ tiêu hóa. Bye bye mấy đứa nha. Bây giờ quay phim tới đâu rồi Khang? Em gửi link YouTube của em qua cho.